Chào các bạn tin nhanh 24/7. Yamaha trình làng xe tay ga giá sốc. Yamaha Fascico được ra mắt đầu tiên vào tháng 5 2015 và trở thành những mẫu xe có doanh thu khá cao với thương hiệu xe máy Nhật Bản tại thị trường Ấn Độ. Và đến nay, Yamaha quyết định nâng cấp mẫu xe tay ga này. Trong những ngày nay tại thị trường Ấn Độ, hàng loạt những xe máy đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong danh mục sản phẩm của mình nhằm đem lại các phương tiện phù hợp với tiêu chuẩn khí thải PSIV mới. Chính phủ Ấn Độ còn yêu cầu các xe phải có thêm trang bị đèn pha tự động HO để cải thiện tầm nhìn trong những điều kiện không thuận lợi, với mục đích giảm thải tình trạng giao thông đang mức báo động ở đất nước này. Nhằm hướng tới những người tiêu dùng trẻ tuổi và những người có thu nhập trung bình tại thị trường Ấn Độ, phiên bản 2007 của xe Tayga Fascico được thiết kế lại cùng với những tính năng hiện đại hơn, không còn những nét cổ điển như bản tiền nhiệm. Được đánh giá là xe đẹp nhất trong giá tầm, Fascico 2007 sở hữu kích thước tổng thể lần lượt dài nhân rộng nhân cao 1185mm nhân cho 675 nhân 1120mm, chiều dài cơ sở 1270mm. Và đặc biệt hơn, chiếc xe giá rẻ được nâng cấp chỉ có trọng lượng xấp xỉ 103kg, nhẹ nhất trong danh mục sản phẩm của nhà Yamaha. Ngoài việc đạt tiêu chuẩn PSIV mới, động cơ mới của xe vẫn được cải thiện một số khác. Đó là loại động cơ SOC Sander làm mát bằng không khí 4 thì với dung tích 113 phân khối, công nghệ Pure. Theo tuyên bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 1,5 lít trên 100km, công suất là 7,1 mã lực tại 7.500 vòng phút, moment xoắn cực đại 8,1 Nm tại 5.000 vòng phút, sức mạnh truyền tới bánh sau qua hộp số biến thiên vô cấp CTB. Đi cùng với đó, xe còn hốc chứa đồ có thể chứa đến một mũ bảo hiểm chùm cả đầu và bình xăng thì có dung tích 5,2 lít. Tuy nhiên, vì có mức giá rẻ nên Yamaha chỉ áp dụng trang bị phanh tăng chống cho cả hai bánh và không có tùy chọn phanh đĩa, giảm sốc sau thuộc phanh đơn một bên. Đi cùng với đó là cái mâm đặc. Đặc biệt hơn, Yamaha có phân phối chính hãng Fascico 2007 tại thị trường độ với mức giá rất hợp lý là 837 USD, đi kèm với 6 màu lựa chọn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.